một trọn một phẩm luôn. Đang học chương trình học cái trọn vẹn một cái chương chương Địa Khê Nghi, một buổi sáng là đủ rồi, đủ thời gian cho một chương. Là tại vì cái chương này á, cho trong chú giải không có nói cái gì đặc biệt, mà cái nội dung là bà con nhìn từng rừng trong tính tính văn của kinh Tạng á, thì tự hiểu không có gì khác. Toàn bộ cái nội dung của cái chương này đấy là nói được một điều thôi, đó là ác ma thiên tử. Ác ma thiên tử, ác ma thiên tử đã hiện xuống mà quấy rầy, phá rối các cái vị tỷ kheo ni sống thiền tịnh độc cư một mình ở chỗ thanh vắng ấy. Thì ác ma thiên tử họ phá, ông ấy xuống cũng phá. Thì mình thấy từ cái chuyện này nó dẫn đến một chuyện khác, đó là ở đời này đó, mình mà có đi làm ăn cướp đó, thì mình chắc chắn cũng có bạn. Mình có chích hút say sưa rồi trộm cướp lừa đảo ha, chắc chắn mình cũng có bạn. Và dĩ nhiên trong thiên hạ cũng có vô số người chống đối thù ghét, và pháp luật cũng từng đi mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình mà làm cái chuyện mà đàng hoàng đấy, mình tu hành mình chơi đàng hoàng đấy, mình là người có nhân cách, có đạo đức, làm chuyện mà tốt đẹp đó, thì cũng có người chống mình. Là cái đó chuyện dĩ nhiên. Tôi muốn nhân cái chương này đó, tôi nói đến cái vấn đề đó để xin các vị lưu ý, chứ đừng có thắc mắc là tại sao mà tôi tu hành đàng hoàng, tại sao tôi bị đời nó trù dập, nó bạc đãi, nó đỏ đầy, nó làm khổ tôi như thế này. Bởi vì cái chuyện như tự nhiên hãy có mặt trong đời sống, thì chúng ta phải chấp nhận tất cả những cái khía cạnh mà tương phản đó. Có nghĩa là nếu thằng ăn cướp mà nó có bạn được á, thì cái người hiền á cũng có kẻ thù được. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, chuyện rất là tự nhiên. Ở đây người ta tu hành, người ta không chọc phá ai hết, vậy đó cũng có người ghét, chuyện gì dĩ nhiên thôi. Và đó là chưa kể một cái chuyện nữa, đó là cái dòng chảy của luân hồi đó, thì là nó phải xuôi theo cái dòng chảy đó, nó phải xuôi theo cái gì, nó phải xuôi theo cái ác pháp, nó xuôi theo cái bất thiện, nó phải xuôi theo cái gì thuộc về bản năng phàm phu của chúng sinh, thì cái đó mới gọi là dòng chảy luân hồi. Trong khi mình tu hành là mình đi ngược lại hết, mình vừa ngược nước mình vừa ngược gió, đi tu hành mình chống lại hết. Mà cho nên là cái chuyện mà mình đi tu hành mà mình bị những cái thử thách, bị những cái trở ngại, bị những cái trở lực mà nó ngăn chặn nó, thì cái chuyện nó chuyện hoàn toàn là bình thường và cực kỳ dễ hiểu. Thì mình đi ngược mà, mình đi ngược đời. Ngay cả cái chuyện mà tu hành đấy, mà thời buổi này đấy, hoặc là thời Đức Phật cũng vậy, khi mà mình kêu gọi tu hành mà mình kêu gọi người ta mê tín dị đoan rồi cúng bái rồi mình lừa đảo người ta, mình buông thần bán thánh, thì chắc chắn là mình cũng gặp phải vô số những cái phản ứng chống đối từ thiên hạ. Nhưng cũng có 1 tỷ người ủng hộ mình. Mà ngược lại, nếu bây giờ mình chủ trương là tu hành giới luật thanh tịnh, thiền định tinh tấn thì sao, thì cũng có 1 tỷ người ủng hộ mình và cũng có 1 tỷ người chống đối mình. Chắc chắn cái chuyện đó, chuyện chắc chắn mình người yên không làm gì hết á, thì mình không có thấy cái đó, cái thử mà bung ra biết thành ngay. Mình mà khởi xướng một cái phong trào tu học mà nó đàng hoàng một chút đó là bị chống phá đủ điều. Nhưng mà thử bây giờ mình bài ra cái tào lao đó, mình mở ra một cái room hát karaoke thì nhiều người cũng ủng hộ mình, nhưng mà cũng có nhiều người thì họ cũng chống đối mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đầu tiên á, cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Alabika, tức là bà thì cái cô cái bà thì kheo ni này mới đi bác xong rồi mới về mới tìm cái chỗ để mới thiền định á, thì ác ma mới là xuất hiện. Ác ma mới xuất hiện mới nói một câu mình chết quá rồi, nói thế là người ta tu hành là để giải thoát, mục đích là để giải thoát, nhưng mà nói thiệt cho bà biết, bà đừng có buồn nha, cái chuyện đó làm gì có ha, chuyện đó làm gì có mà hướng tới. Thì sanh ra đời thì cũng phải bệnh với già phải chết rồi thôi chứ ai cũng vậy, chứ tự nhiên sanh ra đời nó cầu giải thoát là cầu cái gì? Thí dụ như người tù á, họ cầu giải thoát có nghĩa là họ mong ra khỏi tù, rồi họ hết tù họ ra họ được tự do, họ được sung sướng, thì cái đó mới là lý tưởng hướng đến cái lý tưởng hướng tới của người tù. Còn ở đời này cái chuyện mà giải thoát là chuyện sao, tu không tu giống nhau y chang à, tu hay không tu cũng vậy thôi.
không tu thì cũng già và chết, mà có tu cho lắm thì cũng già và chết. Thì bây giờ mình có điên hay sao mà đi mà sống làm chi mà nó khổ dữ thần gì ha. Cái chuyện mà giải thoát, cái chuyện mà xuất ly gì đó là cái chuyện tào lao, cái chuyện lừa đảo rồi chứ làm gì có. Mà quý vị tưởng tượng ở đây trong room này, trong cái bối cảnh này đó, mình là những người học Phật, những người tu Phật, những người tin Phật, thì mình nghe cái câu đó mình biết cái câu tào lao. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận đó, là nhiều lúc và rất nhiều lúc trong đời này của mình, chỉ cần một câu nhẹ nhẹ như vậy thôi, nó cũng có những cái ảnh hưởng, có những cái tác động rất là lớn lên nội tâm của mình, rất là lớn. Cho nên nó trong kinh Kiết Trường đó, kinh Bàm Tát Pháp An Lành ấy, cái câu đầu tiên Đức Phật có dạy đó là lìa kẻ ác mà gần người lành là chỗ đó. Ngay bây giờ mình đang ok, mình đang ngon lành đó, mình thấy nhiều cái câu nói mà tào lao, mà bậy bạ, mà xuống dài đó. Nhưng mà có một lúc nào đó cái tâm mình nó giống như cái cơ thể vậy đó. Cái cơ thể mà lúc nó khỏe thì không có sao hết trơn đó. Mà cứ nhầm cái lúc mà nó yếu rồi đó. Một chút sương, một chút gió, một chút nắng, một chút đồ ăn bậy bạ, một chút là sinh hoạt phi thời, là coi như lập tức là lăn ra mình bệnh liền. Thì cái nội tâm mình cũng vậy, nó có những cái lúc mà mình chính mình, nếu mình không có chánh niệm, mình không có lường trước được đâu. Có những cái lúc mà nó có những cái tác động, có những cái ảnh hưởng từ người ngoài, từ một cái hình ảnh mình nhìn thấy, từ một câu nói mà mình nghe được, nó có thể ảnh hưởng mình ghi gốc lắm, ảnh hưởng ghi gốc lắm. Một câu nói nhẹ nhàng thôi, ví dụ như bây giờ mình muốn dịch kinh, muốn in kinh, có người chỉ cười mỉm rồi tháng câu nhẹ nhàng thôi. Đó chứ tự mình tu học còn chưa xuể, mình nói gì cái chuyện mình đi quằn pháp ha. Ai mà thật sự có lòng học đạo rồi tự họ tìm tới, nó vẫn hay hơn của mình in cho một đống, mình dịch cho một núi, ai đọc, tốn tiền, tốn công, tốn thời gian. Thời này có ai đọc đâu. Còn nếu không thì muốn cái gì đó thì viết hoặc dịch gì đó đem bỏ lên internet, bắt gì đem đi in chi cho nó mệt. Tức là họ phát một hai câu như vậy đủ làm cho mình trùng lòng chứ không phải không nha. Nhưng mà việc gì mình thấy cần thiết thì mình cứ làm, chứ còn mà mình sống dẫm lên dư luận mà đi là chuyện không nên. Nhưng mà để mình trở thành nạn nhân của dư luận, nạn nhân của thị phi đó thì cũng là không nên. Cái khó của đời tu là chỗ đó, mà cái khó của đời sống cũng nằm ở chỗ đó. Có nghĩa là dẫm lên dư luận mà đi thì không nên, mà là trở thành nạn nhân của dư luận, trở thành một chiếc lá trên dòng chảy của dư luận cũng không nên. Thì ở đây bà Tỳ Kheo Ni A La Vi Ca bà nghe về bà tỉnh ba mà nói sao nói gì cục vậy. Phật dạy có, mà Phật dạy có, và chính ta là người đã chứng ngộ cái đó thì làm sao gọi là cái sự giải thoát là không có được. Xong ác ma biết là mình đã bị nhận diện, ác ma thất vọng quải quá biến mất. Cái bài kinh số 2 cũng y chang như vậy, cũng là bà Tỳ Kheo Ni Soma. Bài kinh trước là bà A La Vi Ca, bài thứ hai là bà Soma, cũng bị y chang như vậy, mà cũng bị phá như vậy mà bằng một câu nói khác, câu nói làm cho nản, làm cho chán. Là nó bà là ác ma mới nói thế này: cái chuyện tu hành nó khó chứ mà nó dễ. Người ta người nam nó làm chưa có xuể, mà nói gì là người nữ, nói gì là người nữ. Người nam làm chưa có xuể thì nói gì người nữ, mà có cái ý đó làm chi. Bỏ đi mình nữ mình chỉ biết là làm nội tướng, là nội trợ là được rồi. Thì ở đây trong cái văn Bali thì nói thế này, nói rằng là ác ma nói với bà Tỳ Kheo Ni là địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón sau hy vọng chứng đạt. Thì cái chữ hai ngón ở đây đó, trong tiếng Việt Nam mà tiếng lóng, hai ngón có nghĩa là móc túi, là ăn cắp ha. Nhưng mà trong tiếng Pali ấy thì chỉ hai ngón mà ác ma dùng chỗ này nè, thì ở đây trong Pali gọi là đoan của lá bàn nhà gặp tiết. Thì nó có nghĩa rằng là cái trí mà chỉ vừa đủ làm chuyện mai vá này. Trong kinh trong đây giải thích vậy, cái trí hai ngón này có nghĩa là cái trí mà vừa đủ để cầm kim chỉ thôi, là cái trí đàn bà này đó, thay vì mình nhớ nha,
cái trí tuệ hai ngón ở đây nó chỉ cho là cái trí trí đàn bà là tại sao? Là bởi vì cái trí hai ngón này ám chỉ cho cái chuyện may vá. Đàn ông người ta sức vóc ngon lành, người ta có thể dời non lấp biển, nhé. À, khiên vác cưu mang gồng gánh những cái chuyện này, những cái trọng nhầm ở trong thiên hạ, trong trời đất này. À, còn mình đàn bà đó là maximum tối đa đó là chỉ có làm được cái việc may vá thôi, mà may vá làm sao, làm sử dụng hai ngón tay. À, cầm kim chỉ dùng hai ngón tay đủ rồi. Chỉ như vậy đó, chỉ hai ngón là vậy đó. Còn nếu mà không có đọc chú giải thì mình cũng đoán mò ra được. Mình đoán mò ra hai ngón ở đây có nghĩa là cái việc gì đó mà nó nhỏ xíu người ta mới dùng cái hai ngón nha. Thì mình cứ đóng ngòi thì cũng được, nhưng mà trong đây thì nói rõ đó là cái chuyện mà mình, cái chuyện mà mình may vá đó là gì đó. Rồi thì nói với bà thì bà, các vị có thấy bà trả lời rồi, bà trả lời rồi thì bà trả lời, bà nói là nữ tánh chướng ngại gì khi tâm khéo thiền định. Cái nữ tánh này có nghĩa là cái thân phận người nữ, cái tâm tư người nữ đó, đồng ý nó có vấn đề thiệt, nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn không có phải là một cái trở ngại để cho một người chứng ngộ. Không phải là người chứng ngộ. Thì bà mới nói rằng là cái người như bà, cái người mà như ác ma như vậy đó, thì cái người mà còn bận tâm đến cái chuyện nam nữ để mà phân biệt, để mà kỳ thị đó, thì cái người đó thấp lắm, còn thấp kém lắm, còn thấp kém lắm. Cái đó là ác ma phải đi tìm những người đó mà nói chuyện cho nó cân xứng, cho nó ngang bằng với mình. Chứ đối với người như ta đó, đối với người như ta thì ác ma đừng có nói cái đem chuyện nam nữ ra đây. Thì ở đây là một cái gợi ý cũng hay, có nghĩa là chỉ có những cái trường hợp đặc biệt mà cực kỳ đặc biệt, thí dụ như là chuyển lưng vương, lý thích, ma vương, phạm thiên, hoặc là chánh đẳng giác thì không có người nữ thôi. Chứ còn mà ngoài ra thì nếu mà nói đến cái khả năng mà chứng ngộ tứ đế để mà chấm dứt sanh tử rồi thì nam nữ mà tam nhân thì đều có khả năng giống nhau. Rồi tiếp theo là bài kinh Gotami ha. Gotami đây chính là bài Kisa Gotami. Thì trong chú giải chỗ nào nói rộng thì tôi giảng rộng, mà trong chú giải mà chỗ nào nói hẹp thì hoặc là không có nói thì thôi tôi cũng y chang như vậy, chứ tôi không có dám thêm nha. Cái đặc điểm của cái đêm này là chúng ta học bằng chú giải, chứ chúng ta không có học theo cái ông mà đang nói cho mình nghe. Ông thầy chùa đang nói mình nghe, không phải mình nghe kinh giảng chứ mình không có phải nghe tư kiến nha. Còn cái nào mà người ta dậm giá là nói rõ cho mình biết, cái này là tôi nghĩ theo tôi thấy, còn cái này là chúng chú giải nói nha. Thì mấy cái bộ đoạn đầu thì nói phớt qua thôi, còn cái tiếp theo là cái chuyện của bà Kisa Gotami. Cái ác ma độc lắm, tức là ác ma nhìn vào tâm tư, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi vị tỳ kheo ni, hoàn cảnh của mỗi vị tỳ kheo ni, mà ác ma chọn ra một câu nói khích tướng, một cái câu nói châm chọc khác nhau. Nếu mà mình để ý thì ác ma rành lắm ở mỗi một vị tỳ kheo ni, thì ác ma lựa ra một cái câu châm chích mà ác ma thấy rằng là nó có tác dụng nhất, mộc nhất, thâm nhất. Thì cái câu mà ác ma nói với bà Kisa Gotami là: sao nàng như mất con, một mình mặc ứa lệ, hay một mình vào rừng để tìm nàng ông nào? Thì thấy nàng nào ngồi một mình trong rừng đó mà, thì ngồi một mình không lẽ ngồi cười à? Một mình rừng lấy ngồi cười, mà xem nó là một vị thánh nữa, thì ngồi im lặng không nói không cười gì hết. Mà không nói không cười thì ác ma nói là buồn, khổ vậy đó. Bởi vậy rất là nhiều lần, rất nhiều chứ phải một lần nha, rất là nhiều lần. À, có những vị trời hoặc là có những vị cư sĩ mà nhìn thấy Thế Tôn hoặc là chư tỷ kheo mà ngồi trong rừng một mình ấy, thì họ hỏi một câu giống nhau là: bộ ngày buồn, ngày ngồi có buồn lắm không, có gì buồn không, thấy ngồi giống như có một mình, không có cười, không nói, có một mình mà. Thì Đức Phật và các vị thánh trả lời giống nhau, đó là: ta mất gì mà ta buồn, ở vì ngày có gì ngày vui đấy không, ta được gì mà ta vui. Tôi rất thích câu trả lời đó. Ở ngày có buồn gì không? Ta mất gì mà ta buồn, mà ta được cái gì mà ta vui. Rồi có người hỏi ngài Sa Lợi Phất, ngài có sợ chết không? Ngài nói không, ta không sợ chết. Nói như vậy này, ngài có chán sống không? Ngài nói không, ta cũng chán sống. Đấy. Thì cái người ông Bà La Môn hỏi đó, mới ngạc nhiên. Một người mà không chán sống mà cũng không sợ chết, vậy phải hiểu làm sao? Tức là sống không tha thiết, mà chết không tha thiết, vậy là không tưởng tượng được. Ở trên đời này là chỉ có một cái người mà họ chán sống
thì họ mới không sợ chết. À, mà cái người mà sợ chết đó có nghĩa người đó là người ham sống. Còn cái này cái người như vậy là phải hiểu làm sao đây? Thì ngài Sa La Phật thì nói đây không ham sống cũng không sợ chết. Ta chỉ là không muốn cái trái còn xanh mà nó phải rụng. Những ngày tháng mà ta đang sống đây chỉ là chờ đợi cái nhân duyên nó hội đủ thì ta đi thôi. Ta không muốn cái trái còn xanh nó rụng. Chứ còn mà ta không có sợ chết mà cũng không sợ sống. Rồi vậy đó. Thì bài Gotami, bài Kisa Gotami này đúng là tên đời và tên Gotami thôi. Nhưng mà tại sao có chữ Kisa? Bởi vì Kisa có nghĩa là skinny. Kisa có nghĩa là skinny. Có nghĩa là gầy, gầy ốm. Gầy ốm. Kisa có nghĩa là gầy ốm. Bà bẩm sinh, bà Minh Tăng thì có ngày Maha Cấp Kinh đấy. Làm vua nha, làm vua nhưng mà cái tạng người vậy đó, cái xanh xanh mét mét kìa nè. Xanh xanh mát mát ấm ấm suốt đời này đó. Thì bà cũng vậy, bà gọi tên là Gotami, nhưng mà thời đó thì có nhiều người tên Gotami, cho nên để phân biệt thì tỉ mụi ở trong đạo tràng gọi bà là Kisa Gotami để mà phân biệt với những Gotami khác. Kisa Gotami tức là Gotami ấm. Thì mình bây giờ cũng vậy thôi. Mình giờ những khi mình hay gắn thì cái ngoại hiệu cho một người nào đó là để phân biệt với những người khác. Ok, giống như hồi xưa mà tôi đọc Duyên Anh á, Duyên Anh đọc sách của Duyên Anh nó trong room mình chắc quý vị không có biết Duyên Anh. Duyên Anh là một tác giả mà chuyên viết về cái chuyện mà du bản của Trúc 75 á, thì như là có những nhân vật như là Hoàng Ghi Ta, Dũng Đa Cao, Du Trột, Chính Cùi, đại khái như là thêm một chút xíu cái ngoại hiệu ha. Ok rồi, thì bà có chồng mà gia đình chồng thì không có thương, không có trọng bà, mà họ lại trọng, họ chỉ coi nặng cái đứa con trai của bà thôi. Cho nên đứa con trai đó trước khi bà đi tu thì bà có chồng, hồi nãy tôi có nói rồi, gia đình chồng không có thương, không có quý bà, mà chỉ coi nặng cái đứa con trai của bà. Cho nên bà xem toàn bộ cái cuộc đời của bà đó, nó là một cái ván bài mà bà đánh cược lên trên mình của đứa con, và đứa con nó là niềm hy vọng duy nhất của bà ấy. Thế mà một ngày lăn đùng cho nó chết, thì các vị tưởng tượng cái tâm tình của một người mẹ mất con, đứa con duy nhất, nó khổ cỡ nào. Một bà mẹ trẻ mất con mà đã vậy, đứa con đó đối với mình nó còn có một cái ý nghĩa khác kinh hoàng, nó là cái chỗ dựa bên nhà chồng. Mà khổ quá mà mới cầm bồng con đi tìm thầy tìm thuốc, mà cuối cùng các vị biết đứa bé mà đã chết rồi mà bà bồng xác mà đi thì được cái gì. Thì có người mới chỉ bà về chùa, vị viên nói rằng ở đó Thế Tôn là cái vị mà toàn giác, cái gì ngài cũng biết, cái gì ngài cũng làm được, mà ai ngài cũng thương hết á. Cứ tới đó gặp ngài biết đâu ngài có cách. Thì bà tới bà gặp ngài thì ngài không có từ chối nha. Bà quỳ bà khóc và nói ngài cứu con giùm, thì ngài không có từ chối. Ngài nói bây giờ con đi tìm cho ta một ít cải ở cái nhà nào mà không có người chết rồi đem về đây, người ta mới làm thuốc để chữa cho con của con nha. Thì bà nghe bà mừng quá chết đuối gặp phao, kệ nó, lúc mà cái đầu bà không có nghĩ được cái gì hết á, bà để con đó, bà cứ đi, bà đem đi con vô nghĩa trang, mà để nó xong rồi cái bà mới đi xuống đi tìm vô xóm vô làng, bà hỏi ai nhà ai có người không từng có người chết, dòng họ nào không từng có người chết, để mà xin một nhúm hạt cải về làm thuốc. Thì người ta nói thế này, người ta nói hạt cải thì không có thiếu, nhưng mà cái gia đình cái dòng họ mà không từng người chết thì cái chuyện đó là chuyện không có. Chắc bà mà bị mát rồi, con chết rồi mát, chứ còn không có ai mà đi mà nghĩ ra một cái chuyện mà cao siêu mà đi mà kiếm cái nhà nào mà không có hậu cải, ở nhà nào không có dòng họ nào không từng người chết. Thì lúc đó bà mới hiểu ra, thì ra không phải chỉ một mình con mình chết, mà tất cả thiên hạ đều phải chết, và chính mình sau này cũng phải chết. Hạt cải thì không thiếu, mà hạt cải trong nhà người không có, từng có người chết thì chuyện nó không bị có. Bà hiểu như vậy rồi bà đem xác con đi chôn, xong rồi bà trở lại bà đi xuất gia, rồi thì vắng tắt thôi nha, bà chứng quả A-la-hán. Và bà trở thành một cái vị đệ nhất tăng Sukulika. Đó là Y-ta-đắc-ga tăng Sukulika, tức là đệ nhất phấn tạo y. Có nghĩa là suốt đời này, Y-ta-đắc-ga tăng Sukulika là
suốt đời mình chỉ băng xuống như là bụi, băng xuống của ly cây như là phở tạo, dịch sát là phấn tạo, phấn phấn tạo, phấn tạo là y dính bụi, y dơ, có nghĩa là phấn tạo y có nghĩa là cái vị này đó là suốt đời không có nhận y may từ cư sĩ, may do cư sĩ may sẵn, và chính mình cũng không có đi tìm cái đi mua cái đi tìm cái vải mới để mà đi chợ lựa chọn kiếm tiền cái vải mới để mà may y, mà suốt đời chỉ có dùng một loại vải duy nhất, đó là vải lụm, lụm ở đống rác, lụm ở nghĩa trang, lụm ở bệnh viện, lụm ở nhà quan sát, lụm ở mấy cái chỗ mà người ta bốc mộ, và nghĩ là cái vải đem về nhuộm được, miễn là còn nhuộm được, chứ còn không nhuộm được thì không lấy nha, phải còn nhuộm được để về nhuộm cho đúng cái màu của mình đấy, mà nhuộm đúng cái màu mà Phật cho phép đó. Suốt đời chỉ mặc cái y như vậy thôi. Một là về phía mình ấy, thì nếu mình còn phàm thì được cái ly tham, mà đồng thời nó cũng được cái giản tiện trong đời sống, mà đồng thời nói về đối với đời đó làm tăng cái niềm tin cho người khác. Cái hạnh phấn tâm y nó hay như vậy đó, để cho người ta thấy rằng cái thân này nó bất tịnh, cho nên để nó giống như một vết thương, thì để mà băng bó vết thương thì cái vải gì cũng được, chứ không nhất thiết là phải đồ tốt, đồ đẹp, đồ đắt tiền. Hay lắm, cái hạnh này rất là hay. Cái hạnh này là một trong 13 hạnh đầu đà. Thì chúng ta biết rồi, có những vị họ thọ trì đủ 13 hạnh, có vị thì chỉ có 3 hạnh, 2 hạnh, 4 hạnh, 6 hạnh, 8 hạnh, 9 hạnh, 10 hạnh, 11 hạnh, 12 hạnh. Và có những vị thì đi cả 13 hạnh. À, 13 hạnh. Thì mình thấy bên Tăng thì có một vị tên là Mukhara Che, vị này cũng là đệ nhất phấn tạo y mà bên Tăng. Còn bên Ni thì có bà Visakotami, thì bà chính vì bà có cái chuyện đời mà nó đau lòng như vậy, ác ma biết rồi, ác ma mới xuống nói câu thấy ghét vậy đó. Thôi chứ sao mặt buồn cái gì, bộ con chết hay sao, con chết hay sao mà mặt buồn cái gì, hay là gì là vô rừng kiếm đàn ông, quý vị nghe có động trời không, có động trời không? Mình là con mình chết ha? Rồi mình đã khổ lắm rồi, bây giờ xuống khơi lại cái vết thương lòng của mình mà còn phan một câu xúc phạm mình nữa hả, có phải buồn cho con chết không, hay là đàn bà con gái rồi bỏ vô rừng giết đàn ông con trai hả, cứ ác gì đó. Thì lúc mà bà lão vị a la hán bà biết, cho nên bà mới trả lời thế này: con thì cũng xong rồi, đàn chồng thì cũng xong rồi, không còn thích gì hết, ba cái thứ mà lon con như ông thì không nghĩ lý gì với ta hết á. Thì nghe ác ba nghe như vậy biến mất xong qua bài kinh khác, bài kinh Quý Chế Gia. Thì theo kinh này mình hiểu đó là nàng là một mỹ nhân trước khi đi xuất gia, cho nên ác ma thấy như vậy đó, ác ma mới là tới xuống phá, nói một câu người con người ta đang rừng xuống nói vậy nè: nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu nàng cùng ta vui hưởng, rủ vậy đó, suối người ta, quyến rũ người ta, phá chơi vậy thôi. Chứ ác ma thì không có chuyện gì đâu, phá thì thôi. Thì ác ma thì ngài bà biết là ác ma, cho nên bà mới trả lời. Chúng ta thấy rồi, sắc tiếng vị hương xúc, tức là năm trần á, làm cho người ta thích, nhưng mà cái đó tôi để lại cho ngươi, chúng ta không có cần tới mấy đó nữa. Với cái tâm thần mà vừa dơ dái tanh hôi này, mong manh dễ hư hoại này đó, thì ta bỏ không kịp, chứ còn mình thích là thích cái gì, ý bà nói như vậy. Mà chẳng những ta bỏ cái thân này ta chán năm trần dục mà ta còn chán luôn ngã sắc và vô sắc với xá gì, mấy cái điều mà ngươi nói, rồi cái mà ngươi rủ đó là cái thấp ở trong dục thôi, còn cái này là ta chán luôn ngã cái sắc và cái vô sắc nữa kìa, ta chứng được phi tưởng mà ta còn buông kìa, chứ còn nói gì ba cái này. Ngài mới nói nè: ta bực phiền tuổi hổ, dục ái được đoạn tận. Thì bà nói đó là với một cái người chứng được như vậy đó, chứng được cái đó, họ sanh hưởng sắc giới, chúng vọng vô sắc giới, thiền chứng an tịnh ấy, mọi nơi mê ám diệt. Tức là với một người như bà mà chứng được phi tưởng nguyên tưởng rồi thì cái gì bà cũng chán hết. Rồi tiếp theo là bài kinh Uppalavana. Uppalavana này là nhân vật đặc biệt trước khi đi xuất gia, là một cũng là một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Uppala có nghĩa là hoa súng, Vanna có nghĩa là cái màu da, màu sắc. Nhưng mà để Uppalavana nghĩa là màu da như là có hoa súng vậy đó. Có nghĩa là sao mà hồng, trắng mà trắng hồng. Cho nên khi vừa sinh ra thấy màu da của nàng như vậy, cho nên cha mẹ đã đặt là Uppalavana, nàng gia đình giàu có. Nhưng mà không có muốn lấy chồng mà lại bỏ đi xuất gia. Bỏ đi xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo ni đệ nhất về thần thông bên Ni. Nhớ nha,
đệ nhất minh ni. Và có một cái chuyện mà đáng để chúng ta phải lưu ý, đó là Đức Thế Tôn mỗi vị Phật chánh đẳng giác có hai vị đệ tử đệ nhất thần thông, một vị là Bình Tăng, một vị Bình Ni. Trí tuệ cũng vậy, cũng có một vị đệ nhất Bình Tăng và một vị đệ nhất trí tuệ Bình Ni. Mà đệ nhất mà Bình Tăng á, đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông Bình Tăng á, thì phải tu một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà riêng Bình Ni thì không. Đệ nhất thần thông Bình Ni và đệ nhất thần và trí tuệ Bình Ni thì chỉ có 100.000 đại kiếp thôi. Vậy nhớ cái đó. Cái điều thứ hai nữa đó là một điều trớ trêu, nó là cả hai vị đệ nhất thần thông Tăng và Ni của Đức Thế Tôn đều bị đại nạn hết. Ngài Mục Kiền Liên thì cuối đời đó là bị cướp nó băm vằm tan nát giống như tương hột vậy đó. Thì quý vị tưởng tượng dao với búa mà 500 lưỡi mà nó tha ra mà nó bầm một cái xác người mấy chục kilo, mà sao nó không giống tương hột được. 500 mạng mà nó đè cho nó bầm. Bởi vì nó được tụi cướp nó biết là Ngài có thần thông mà. Ngài có thần thông. Cho nên là có thần thông cho nên là nó được dặn từ từ ngoại đạo dặn kỹ là phải bầm bầm cho kỹ, bầm cho nát, chứ còn mà để mà dư chút xíu thì cũng còn sống được. Dễ sợ như vậy. Còn bà Uppalavana này nè, bà đi xuất gia rồi thì bà cũng là đệ nhất thần thông, nhưng mà do cái nghiệp xưa nha, cho nên nó là trong số những người mà theo đuổi bà ngày trước khi bà đi tu đó, thì có một cái cậu thanh niên là Nanh Đá. Thấy nàng đi tu lòng không có đành, cho nên là đợi cái lúc thích hợp á, bữa đó nàng đi bác về tới cái cốc, tới phòng, tới cái am ở trong rừng á, thì thanh niên này mới trốn ở trong phòng, thì đợi ngày bà về vừa tới thì đã làm cái điều xúc phạm đến thân thể của nàng, đã cưỡng hiếp. Thì lúc khi mà ngài biết được nó đây là nghiệp rồi thì ngài không, bà không có làm gì được gì hết, phải chịu đựng như vậy. Và dĩ nhiên là do xúc phạm một vị thánh A La Hán mà lại đang nhập định đó, cho nên cái chàng thanh niên này nói, bây giờ quý vị không có tin, nhưng mà trung kinh ghi rằng vừa ra khỏi cái tầm mắt của bà đó là bị lập tức bị đất sụp, bị đất sụp, đất rút, trung kinh là đất rút. Mà nói theo cái từ khoa học bây giờ là cái cậu thanh niên này bị lọt vô đâu cái này nè, lọt vô cái sinh hồ. Biết trong bà con chẳng biết cái chữ này, Việt Nam kêu là hố tử thần á. Nhưng cái hố này nó đặc biệt á, là tự nó xuất hiện do nghiệp. Trong trường hợp này nè, là tự nó xuất hiện do cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện của cái chàng thanh niên Nanh Đá. Cho nên là vừa làm cái trọng nghiệp như vậy đó, thì trong kinh nói rằng cái trái đất này nó gánh được núi non mà nó không gánh được cái tội lỗi của một con người như vậy. Nó đã sụp xuống, thì cái chàng thanh niên lọt xuống dưới và chết tại chỗ và đọa xuống A Tỳ địa ngục. Cách đây không có lâu, mới cái đầu năm 2004 thôi thì phải, tôi nhớ không lầm, đầu năm 2004 thì tại Florida đó, Florida bên Mỹ, cái tiểu bang Florida, có một cái anh mấy cách đây mấy tháng thôi, một cái anh thanh niên anh ngủ trong nhà đó, mà không biết lý do, anh biết anh có làm gì xấu hay là do cái nghiệp cũ mình không biết, mà cái việc có tưởng tượng là cái căn phòng của anh nó bị sinh hồ, nguyên một cái căn phòng nó lọt, nó bị sập, nó lọt thẳng xuống cái độ sâu là 6 mét, 6 meters, 6 mét chứ không phải là thấp, không phải là cạn. Thì anh chết ngắt, chết liền tại chỗ, sao sống nổi, có bị tưởng tượng 6 mét. Rồi thêm nữa là bị vùi nữa chứ, khi mà anh lọt xuống 6 mét rồi thì cái phần đất, phần nhà, cái phần mà đồ đạc tủ bạn trên nó mới vùi xuống. Tới hồi mà phải mất cái đâu như 1-2 ngày gì mới lâu thì anh lên, thì anh chết rồi. Mà các vị biết tưởng tượng con người mình đang nằm mà bị rơi xuống từ một cái độ cao 6 mét thì làm sao mà sống nổi. Các vị thử đi, các vị thử, các vị nằm ở trên cái bàn mà cao khoảng 1.2 m, các vị lăn xuống đất, các vị thấy cái lưng bị nó đã lắm nha. Còn đằng này nó là 6 mét. Đấy, thì cái trường hợp đất trung kinh là đất rút là vậy đó. Cái chỉ khoa học bây giờ kêu là sinh hồ, cái là hố tử thần, tức là đang đi thì nó sập xuống. Mà cạn thì nó gì, còn nếu mà sâu là nó nuốt nguyên một chiếc xe luôn nha. Thì đại khái cái chuyện này nó xảy ra đó là ác ma hiện xuống phá này rồi phá cách nào, phá cách này khen nó đẹp rồi hỏi chứ đẹp vậy mà ở trong rừng cũng không có sợ này kia hay sao. Thì bà mới trả lời đó, bà nói rồi cỡ như ông 100.000 người còn nghĩa lý gì. Còn bà nói rõ nè, ta có thể biến mất, nghe nói là bà có nói là ta có thể đi vào bụng của ông,
ta nghe bà còn nói một hình ảnh rất là đẹp, mà nó là ta có thể đứng giữa hai cái hàng lông mi của ngươi mà ngươi cũng không biết nữa, giỏi như vậy đó. À, tức là ta có thể làm những chuyện mà ta đứng giữa hai cái hàng mi của ngươi mà ngươi không thấy ta. Cái chuyện này, cái câu kệ này quý vị có hiểu nha. Rồi tiếp theo là chúng ta thấy có ba bài kinh, bài kinh Cha La, Upachala và Sisupachala. Các vị có thấy không? Ba bài liên tục. Alo, các vị còn nghe không? Tiếp theo là chúng ta thấy bài kinh Cha La, Upachala và Sisupachala. Thì ba vị này là ba người em gái ruột của Ngài Xá Lợi Phất. Ba người em gái ruột của Ngài Ngài Xá Lợi Phất nha. Gia đình của Ngài đó là có 7 người đắc A-la-hán đi tu hết, đi xuất gia hết nha. À, một là Ngài Upatissa chính là Ngài đó nha, chính là Ngài đó, tức là Ngài Sariputta ha. Upatissa rồi cái gì nữa, rồi tới Khadira, Rivata, rồi tới ai nữa, tới Upasena, Vanganta-putta, rồi tới ai nữa, tới Maha-chunda, rồi tới ai nữa, rồi bốn, rồi với ba cô này nữa nha. Ba cô này là C, rồi Cha La, rồi Upachala, Sisupachala. Rồi tổng cộng là 7 người, có đúng không? Các vị đếm giùm có đúng không? Bây giờ các vị nghe nha. Ngài Xá Lợi Phất trước khi đi tu á, Ngài có cái tên là Upatissa. À, Upatissa. Mà mẹ của Ngài nó tên là bà Sari. Yeah, cho nên á, là khi mà Ngài, cho nên Ngài có hai cái tên. Một là Upatissa, mà tên thứ hai là Sariputta. Thứ nhất là con của bà Sari. Ngài có một người em, em trai tên là Revata. Nhé, người em trai tên là Revata. Ngài có nhiều lắm, nhưng mà đây tôi kể từng vị. Nhưng mà cái người em này đó là trong cái ngày mà đám cưới đó, Ngài Revata trong cái ngày mà đám cưới á, cưới vợ đó, thì nhìn thấy mà theo cái tục lệ người Ấn thời đó, đó là cái người mà đứng ra mà giống như là đại diện cho dòng họ để mà phúc chúc cho cặp tân lang tân nương đó, thì phải lựa cái người mà lớn tuổi nhất ở trong cái dòng họ. Thì lúc đó tôi mới cử bà ngoại của Ngài Xá Lợi Phất là 120 tuổi đứng ra để mà chúc phúc cho cái cặp mà cô dâu chú rể. Thì trời đó, cái Ngài Revata ngày này ngày nhìn thấy bà ngoại mình đó là 120 tuổi, nhìn tôi nói các vị biết mà 120 là còn cái nước non nào nó lưng còng má hớp tóc bạc da nhăn. Mà một bên là bà vợ của mình thì trẻ măng, thì Ngài mới nghĩ Ngài nói trời đất ơi, một lúc nào đó mà bà vợ của mình mà giống như bà ngoại chắc chết. Bà Ngài nghĩ cái nhìn bà vợ mà nghĩ bà ngoại, mà nhìn bà ngoại mà nghĩ tới bà vợ đại khái như vậy đó, cuối cùng Ngài thấy không xong rồi. Ngài mới viện cớ rồi nói Ngài khó chịu, Ngài muốn đi vô bụi chút xíu. Thì ai mà nghe nói tới cái chuyện đó người ta biết là muốn đi đâu rồi. Rồi Ngài trốn mất luôn, trốn ngay trong hôn lễ nha, trốn ngay mất, rồi Ngài đi xuất gia. Chuyện dài lắm, nhưng tôi kể vắn tắt như vậy thôi. Ngài đi xuất gia. Mà Ngài Xá Lợi Phất đã dặn Chư Tăng rồi, là bất cứ ai mà nói rằng là em trai của tôi đó mà đi tu, xin các vị hãy nhớ rằng quyền huynh thế phụ nha, tôi là anh cả nha. Cho nên là anh em huynh đệ nhớ giùm hả, mà em của tôi là cứ nó đi tu rồi cứ cạo đầu cho đi tu, không có cần hỏi cha mẹ, bởi vì
cha mẹ tôi là chắc chắn là không không có đồng ý rồi nha. Tôi là ông anh cả, tôi có quyền. Cho nên nhờ vậy đó, cho nên các vị đừng thắc mắc nó, ô tại sao đi tu mà cha mẹ không cho, nhưng mà đây có ngài sẽ phát, ngài đã dặn rồi. Cho nên là lần lượt 6 ngày em ngày đều đi tu hết, đi tu thử kiểu đó hết, tức là cứ vô gặp ngài là ok, không nói gì. Còn nếu mà không gặp ngài mà gặp được chư tăng á, là chư tăng chỉ cần nghe nói hai cái tên là em ngài sẽ là phát, là chư tăng cứ cạo đầu tuốt nuốt hết. Thì coi như cái ngày đây, ngày gọi là ngày đây bắt tái đi tu vậy đó, bỏ đám cưới mà đi, đi vào đạo rồi đắc a la hán, mà ngày có cái hạnh là đệ nhất ẩn lâm. Đệ nhất ẩn lâm là ý ta đắc cái Aranyavasi, Aranyavasi nhé, hoặc là Aranyika, Aranyika hoặc là Aranyavasi. Aranya là rừng nhé, Aranya là rừng, Aranya là rừng. Tôi từ đó nó ra cái chữ lan nhã đó, để các bạn viết một chữ lan nhã đi. Aranya là rừng. Mà Aranyika là người ở rừng. Người ở rừng này có hai nghĩa, có hai chữ, một là Aranyika hoặc là Aranyavasi. Vasi là ở, là người ở. Aranyika là người ở rừng, mà Aranyavasi cũng là người ở rừng, hai chữ đồng nghĩa nhau. Thì lan nhã đúng, chữ lan nhã. Chữ lan nhã. Có một số chữ mà mình đọc mình có biết, ví dụ như các vị ở đây cái trong room này có ai mà đọc chú Lăng Nghiêm không ta? Alo. Ở đây có ai từng đọc chú Lăng Nghiêm không? Năm tông trong rừng tôi biết, nhưng mà biết bắt tông đó. Thì cái bài mà bài kệ dẫn nhập của chú Lăng Nghiêm ấy, trong đó nó có cái câu là thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thúng nhã đa tánh khả tiêu vong. Rồi cái gì nữa, hước ca ra tâm vô động chuyển. Mà cái khi Việt Nam mình kia đọc cả đám như vậy đó mà không biết cái đó là cái gì. Nhiều người tôi biết không biết cái này. Thúng nhã đa là sunyata. Sunyata đó tiếng Pali đó là thúng nhã đa hả? Thúng nhã đa. Thúng nhã đa. Đó là sunyata. Rồi cái thước kara này đó là vajra. Là thử ở đây hạ âm là thước kara. Là sao? Sunyata nghĩa là hư không, hư tự là không tấm, nhưng cũng nghĩa là hư không. Thước còn Vajra là kim cương. Vajra là kim cương, mà tại vì trong kinh Tạo họ chủ trương có nhiều chữ, họ nói để nguyên như vậy cho đọc cho nó linh, đọc cho nó linh. Bởi vì chú mà dịch mà vụt tẹt ra này còn nữa đâu mà linh. Mà các vị cũng biết một chuyện còn động trời, nó các vị vào dùng tôi, các vị đánh cho tôi cái chữ mà gọi là su răng cái mantra hết, rồi đánh cái chữ translation, các vị nó tá quả luôn. Có nghĩa là cái chú Lăng Nghiêm mà gì đi ca thì ca lăng đa thì ca lăng đế gì, bởi vì đọc từ đó đến giờ đó hả, cái đó đó mà nó có nghĩa hết chứ không phải không có. Mà tại vì bên Việt Nam mình nó một là mình không có biết tiếng Phạn, thứ hai nó mình cứ bị nhồi nhét là ngủ bất phiên đó. Tức là trong kinh có năm cái chữ không nên, không năm trường hợp không nên dịch, trong đó có cái thần chú dịch nó không có nên ha. Cho nên là mình cứ mù tịch, mình không biết trong đó nói cái gì trong đó, thì cái nội dung nó là rõ ràng, thấy rõ ràng là cái kệ là lễ bái chư Phật Tam Bảo mười phương. Cái chú Lăng Nghiêm á, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ các đấng Như Lai mười đề mà mười tám hướng mười phương, trong đó con xin đảnh lễ như là đảnh lễ Tây Phương là Phật A Di Đà, Đông Phương là Dược Sư Lưu Ly Quang vân vân hả, Phật A Xúc A Bệ gì đó, rồi con xin đảnh lễ các vị A Na Hàm Tu Đờ Quần A La Hán vân vân, rồi con xin đảnh lễ luôn các vị thần Shiva, thần Vishnu của Bà La Môn giáo luôn, làm luôn luôn ha. Cho nên đó mình mới thấy là một cái sự tổng hợp các vị Phật thánh của đạo Phật, rồi luôn các vị thần của bên Bà La Môn giáo, rõ ràng nguyên văn như vậy. Và hôm nay thì các vị cứ vào internet tìm giùm cho tôi nha, chứ không có mắc gì mà nó không, nó dễ ẹt kìa, nó dễ hơn cái vị uống ly nước lạnh nữa nha. Suranga mantra translation cứ đánh vậy nó ra. Từ trong đây nó thì cái bài kệ dẫn nhập là thân nhã đa tấm khả tiêu vong, có nghĩa là dầu cho hư không kia đó nó cũng còn có thể bị thay đổi.
Thứ nhà đa là sunyata đó, dầu cho hư không kia thay đổi. Mà thứ kara tâm vô trong chuyển thì dầu cho hư không là cái mà mình cứ tưởng là nó không thể nào mà nó thay đổi. Nhưng mà ví dụ mà nó có thay đổi đi, thì lòng của con nó cũng giống như kim cương kia vậy, không có dời đổi. Thứ kara là vachara, thứ kara tâm vô động chuyển. Rồi vậy đó. Thì ở đây chúng ta học về chữ lan nhã hết. Lan nhã là từ aranya các aranya. Mà ở trong tiếng Pali là aranya, aranya, hai chữ nhát. À, trong Pali, nhưng mà trong Sanskrit thì họ lại viết khác, họ viết là cái chữ aranya, họ viết như thế này. Sanskrit viết vậy đó. Đây nó vậy đó. Họ đều, âm là họ đều đọc là cái chữ n với chữ dài, chữ nát giá trong Sanskrit là lòng chữ nhát. Lan nhã thì cái nghe cái vị này tên thì tích vị này dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi, nó dài ghê lắm. À, tức là khi mà vị này đi xuất gia rồi trở thành một vị đệ nhất là tỳ kheo, gọi là lan nhã tỳ kheo sống trong rừng ấy. Rồi Đức Phật và Chư Tăng có một lần đến thăm, và vì cái lòng tôn kính Thế Tôn, mà cũng là vì cái lòng thương mến anh em huynh đệ đó, cho nên nó là ngài để ngài dùng thần thông ngài biến như cái trú xứ của ngài rất là tiện nghi. À, để mà Chư Tăng sinh hoạt thoải mái trong mấy ngày như vậy. Rồi sau đó Chư Tăng đi về hết mới là có những vị thánh thì không nói gì mới thánh biết, còn mấy vị phạm thì mới đi đồn đó. Rồi đó cô em ngày sẽ lại có nói gì tu rừng rồi ẩn lâm gì tùm lum, thành được tu đối sống ở cái chỗ nó còn địa viên của mình nữa, coi như là như cũng vua vậy đó. Trời ơi, tu mà trong rừng mà tu được như vậy thì sao đâu có ai đâu khó. À, thì trong kinh nói là lúc đó cũng may mắn là có mấy vị tỳ kheo mà họ cũng còn phàm. Rồi cái họ đi rồi họ quên đồ đó. Nhưng mà trong kinh đó là do Đức Thế Tôn cố ý. Đức Thế Tôn cố ý thì dùng thông này khiến cho mấy vị này một vài vị quên đồ đạc. Cho nên đi ra khỏi cái chùa của ngài Đại Bồ Tát rồi, thì có hai vị quên đồ mới quay trở lại lấy. Thì lúc quay trở lại thì mấy vị mới hồn vía lên mây. Có nghĩa là nhìn thấy rừng hoang vu gọi là mịt mù, không lối đi. Còn cái đồ mình bỏ quên nó bây giờ nó bị mén toàn ten lên cái nhánh cây vậy thôi, chứ còn bốn bề núi phủ mây phong đó không thấy gì hết. Thì mấy vị này về nó mới nói là thì ra cái chỗ mấy ngày nay mình ở đó là nó là hoang sơn giả lãnh, mà rừng thiên ma thiên nước độc, chứ không phải là như anh em nói đâu. Chẳng qua là do tôn giả Rê Bát Tát hoặc là do chư thiên họ hiện ra để mà họ hỗ trợ cho mình sinh hoạt dễ dàng trong mấy ngày đó thôi. Chứ còn bình thường tôi đã sống trong đó là cái chỗ đó là đặc trưng đó, không có nổi rồi đó. Người ta đệ nhất ẩn lâm là như vậy đó. Thì tất cả như vậy rồi. Cái vị nữa là ngài Maha Chun đó. Maha Chun đó cũng là em trong nhà, mà em trai nhỏ. Vị này là một trong những vị sa di đầu tiên của Phật giáo. Vị sa di đầu tiên của Phật giáo gọi là Maha Chun đó. Chính cái vị này nè là cái vị mà về sau này đi theo ngài sẽ là phất. Trong cái đêm cuối cùng ngài sẽ là phất tịch, rồi bà mẹ của ngài sẽ là phất, cũng là bà mẹ ngài Maha Chun đó, đi thiêu xác con và làm lễ hỏa táng, toàn là trầm hương, không đem đốt trầm hương để thiêu ngài. Xong rồi chính ngài Maha Chun đó mới là nhặt xá lợi, mới bỏ vào trong cái tấm vải lược nước của ngài sẽ là phất lúc sinh thời vẫn dùng ấy, bỏ vào quấn nhặt xá lợi, bỏ vào tấm vải lược nước xong rồi mới bắt đầu mới là bỏ vào bình bát của ngài Sa Đà Phật, rồi ngài mới bưng cái bình bát nó về. Cho nên sư trưởng trong cái bài Phật Sử Diễn Ca thì đứng để là một hôm nọ trên đường sẽ về, có sa di lầm lũi tìm về, A Nan trông thấy sinh nghi, hỏi ra mới biết sư về báo tang. Thì ngài A Nan buổi chiều đó ngài thấy, buổi trước là ngài thấy ngài Sa Đà Phật đảnh lễ Đức Phật Từ Giả, Đức Phật đi là ngày nay ngài khóc có một trận rồi. Thì mấy ngày sau thì ngài thấy ngài Chun Đá từ xa về mà trên người đeo hai bình bát là thấy thua rồi. Bởi vì một bình là của mình, một cái bát là của ngài. Ngài là một vị sư thời đó, là bát là một cái vật bất khả ly thân nha. Mà bây giờ rồi thêm bình nó là biết của ai rồi, thì ngài chỉ chờ đợi với kia nói thôi. Rồi kia mới vào mới đảnh lễ Đức Phật với Bạch Thế Tôn, đây chính là cái xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phật. Thì Đức Phật ngài mới trong kinh đó, ngài mới lấy ngài mặt ngài mới cầm lên, thì ngài mới đọc một loạt bài kệ rất là dài. Ngài nói mà đẩy lên này các tỳ kheo,
hãy nhìn ngắm xem cái những cái phần xá lợi này, những phần xương trắng có cái màu tuyệt đẹp như ngọc trai này nè, của một vị đệ nhất trí tuệ, đệ tử của Như Lai, một vị sống trọn một đời ly dục, trọn một đời thiểu dục trí túc, sống một đời trí tuệ, sống một đời vị tha, sống một đời chỉ biết người khác, sống một có lòng tham nhẫn độ lượng như mặt đất, như nước, như lửa, như gió, một đời không có cưu mang cái gì ngã và ngã sợ, một người một đời chỉ sống trong ánh sáng của trí tuệ, một đời chỉ nghĩ đến chúng sinh. Mà vị đó bây giờ không còn nữa, đọc bài kể rất là dài, đọc xúc động lắm. Mà mình nhờ vậy mình mới biết là sẽ phải lợi của ngài sẽ phát đẹp, rất là đẹp, màu như ngọc trai vậy đó. Rồi thì như vậy thì bên cạnh ấy, bốn anh em trai ngài có thêm ba người em gái nữa, đó là Sê La, Cha La, Ú Ba Cha La với Sê Su Ba Cha La. Thì cả ba vị đều là ba vị A-la-hán, thánh ni A-la-hán. Như vậy tổng cộng là ngài có tất cả là bảy anh em. Rồi quan quên còn vị nữa, một vị nữa gọi là ngài Sa La Phất là xong rồi hả? Còn vị thứ hai là Ma Chun Đá hả? Rồi một vị là Khát Giá Trê Bồ Tát, còn vị là Upasena Văn Cạch Bồ Tát. Cái tên ngài, ngài tên đời là Upasena, nhưng mà có lúc anh em gọi ngài là Văn Ganh Bồ Tát, cho nên cái này hai tên chỉ có một người thôi. Người anh là Upatissa, nhưng mà còn có cái tên đó là Sariputta, có nghĩa là con của bà Sari. Còn người em là tên là Upasena, nhưng mà còn có một tên nữa là Văn Ganh Bồ Tát, có nghĩa là con trai của cái ông. Cái kia là con trai của bà, cái kia là con trai của bà Sari, còn cái bên đây là con trai của ông Văn Gành Tát. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Ngài nói là ngài Sa La Phất là tên đời là Upatissa, nhưng mà còn được gọi là con của bà Sari. Còn người em của ngài là Upasena, mà cũng được gọi là con trai của ông Văn Gành Tát. Cái vị này là cũng học tôi nhớ tôi có kể rồi. Một bữa đó đi bác về trên núi á, ở chung với ngài Sa La Phất với huynh đệ chư tăng cũng đông, thì ngài đang ngồi ngài vá cái y, thì lúc đó ngài bị rắn cắn, con rắn từ trên cái nóc hang ấy, trên cái tầng của cái hang nó rớt xuống nó cắn ngài. Thì với cái chánh niệm tỉnh giác của vị A La Hán lục thông tâm minh tứ tuệ phân tích, ngài biết liền, ngài biết bữa nay là mình đến cái ngày mình đã hết tuổi thọ rồi và mình sẽ ra đi với cái nọc rắn này, cho nên lúc đó ngài cứng đơ rồi, tôi kêu nó lúc này ngài không có siêu dịch được nữa. Thì ngài nghĩ đến cái chuyện mà nếu mình mất mình chết ở trong đây đó, thì nó sẽ là một cái ám ảnh cho những cái vị phàm tăng đến xa họ ở hang này họ không được thoải mái. Cho nên là ngài mới nói, ngài Sa Phất thì nói sư huynh ơi, tôi bị rắn nó cắn, tôi biết không có qua khỏi, xin ngài quan nghĩ nói với chư tăng anh em mới khiêng tôi ra khỏi cái hang này giùm. Dễ sợ như vậy, thần thông như vậy mà đến lúc trổ nghiệp đó, trổ nghiệp đó. Thì ngài Sa Phất thì mới nhờ anh em huynh đệ khiêng ngài ra khỏi hang. Thì lúc đó ngày mới khen ngài nói, một người sắp ra đi như sư đệ đó, mặt mày tươi sáng, các căn trong sáng thanh tịnh, thật là một điều vi diệu hy hữu. Thì là ngài mới nói là từ lâu thưa tôn giả, từ lâu tôi không có xem, tôi không nghĩ cái thân này là của tôi, và đó chính là lý do mà đến giờ phút này tôi vẫn được an lạc. Dễ sợ như vậy, cái đây là cái chuyện mà chỉ có thánh mới làm được. Một người đó là nhìn em mình trong giây phút cuối mà vẫn bình thản khen ngợi như vậy. Còn người em thì chính là người sắp ra đi mà vẫn trả lời giống như là những câu thoại mà đã soạn sẵn vậy nè, xuất sắc. Xong rồi thì ngài Niết Bàn, cái vị đó gọi là Upasi, nó Văn Cách Tất Tán, là một vị đệ nhất, cũng là một trong những vị mà pháp sư hàng đầu. Pháp sư hàng đầu là Đức Phật, Upasi, nó Văn Cách Tất Tán. Rồi như vậy là bốn anh em á, Upatissa, rồi ngài Revata, ngài Văn Cách Tất Tán và ngài Ma Chun Đá. Cái ngài Ma Chun Đá này cũng là cái một trong những cái vị mà được một cái đặc ân rất là đặc biệt, đó là Đức Phật khi mà ngày bệnh ấy, có những là ngày bệnh đấy mà ngày Ma Chun Đá có lúc theo hầu Đức Phật. Có lúc theo hầu Đức Phật thì hầu làm thị giả đó mà. Có lúc đó, đi theo hầu, thì lúc có lần Đức Phật ngày bị bệnh ấy, ngày mới nói là hãy đọc cho ngày nghe cái bài Kinh Thất Giác Chi, mà đọc mà qua những cái chỗ này mình đọc mình có hoan hỷ, mình phát hiện ra một chỗ, đó là thời Đức Phật ấy, cái khả năng trí nhớ của chư thánh chư tăng ấy, rất là đáng nể. Cái là Đức Phật kỳ giảng và kinh nào đó xong, sau này khi mà ngài cần nghe lại hoặc khi ngài cần nhắc á, ngài nhắc thẳng cái bài kinh đó mà phải nó không có chữ viết, cái tiếng Bali lúc đó chưa có chữ viết, mà ngài giảng bao nhiêu năm mà khi nào ngài cần, ngài nói là cái điều này ta đã nói trong cái kinh gì đó rồi. Dễ sợ không? Ngài không có kêu bằng kinh mà ngài kêu là cái pháp thoại, cái Parijaya, ta đã nói trong cái bài kinh đó rồi. Ta nói, thì nghe nhắc lại bài kinh đó, người nói đã 27 năm rồi,
Ngài nói đã 27 năm, Ngài đã nói 19 năm rồi, mà ngày khi Ngài nhắc lại, Ngài nhắc lại giống như mình bây giờ mình nói à, coi trong cái cuốn gì vậy đó. Thì khi mình Đức Phật Ngài nhắc lại cho Chư Tăng, Ngài nhắc như vậy đó, Ngài chỉ nói là trong cái kinh gì đó vậy thôi. Dễ sợ, đọc cái đó mới thấy khiếp. Chứ còn mà mình bây giờ là mình đọc kinh mà lơ mơ, mình không chịu đọc trong kinh á, cái niềm tin mình đối với Đức Phật á, phải nói là yếu lắm, nghèo lắm nha. Gia tài của mình thì giàu có, ông già đấy là nhiều quá, mà mình thì biết như kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa này, trong thánh kinh vậy đó. Mình không biết ông già mình giàu để là như mình dữ hay lắm, mà mình cứ đi lang thang ăn trực ở chầu nhà này nhà nọ vậy đó. Thì ngày Ma Chun Đá này có một lần đó, mà mình hiểu là có nhiều chứ phải một, mình phải hiểu như vậy. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng ta đang mệt mỏi, ta muốn nghe lại bài kinh đó. Thì ngày nói là ta muốn nghe lại bài kinh Thất Giác Chi. Thì ngày có lúc thì ngày một liên à, có lúc thì ngày Đức Phật nói ngày một liên, có lúc ngày nói vị này vị kia, nhưng mà tôi trong kinh chỉ kể lại có một số trường hợp thôi là ngày Ma Chun Đá tới ngày một ngày liên. Ngài nói đọc ở đây cho Như Lai nghe để Đức Thế Tôn Ngài nằm như vậy, ngày nằm yên như vậy, cái ngày nghe hết bài kinh đó, ngày hết bình. Cái với cái lòng hoan hỷ đó, Ngài thấm thía cái nội dung của kinh đó. Và những gì Ngài nói thì chư Phật quá khứ cũng nói y chang như vậy, không thể nói khác. Nó hay cái chỗ đó, cho nên đó, Ngài biết, Ngài đang nghe lại cái điều mà Ngài đã nói. Giống như mình là một nhà thơ, mình nghe cái ngâm thơ của mình đó. Mà cái đó nó tuyệt đối nó không bằng một phần tỷ của trường hợp này. Còn này Ngài nghe lại cái bài kinh mà Ngài đã giảng, và bằng cái hiểu của một vị chánh đẳng giác. Với cái niềm hoan hỷ đó đó, cái pháp hỷ đó đã trị, để một làm một cái liệu pháp để chữa cái lòng cái căn bệnh của Ngài. Ngày mình một trong những vị mà được cái đặc ân đó là ngày Ma Chun đó, chứ không phải ai Đức Phật cũng gọi cũng kêu nha. Rồi thì xong, đó là học xong một lúc ba bài kinh luôn. Đó là ba cái cô này là ba cái người em của Ngài. Ngày sau lại phát cũng đắc A La Hán rồi, ác ma xuống nó phá vậy đó, có chịu nổi không đó, nó phá vậy đó. Đó thì cũng xuống nói tầm 7 tầm 3 vậy đó. Rồi bà mới trả lời. Bà mới nói là vậy đó. Ba câu trả lời. Rồi tiếp theo là bài kinh Xê La. Cũng y chang như vậy, bài kinh Xê La. Bài kể Xê La rất là hay. Bài kể này rất là hay. Bài kinh Xê La này rất là hay. Cảm ơn. Trong đêm này có nhiều người có những tên lạ lắm. Tôi giữ này giọt mưa cuối mùa. Rồi cái gì tôi nhớ có ai nó bên đường. Có cái gì mà bên đường thì phải. Bên đường rồi cuối mùa. Nghe cũng buồn quá ha. Ok. Kinh Xê La, bài kể này rất là hay. Tức là ác ma lâu lâu cũng giống như là cũng cho mình biết chút ít về cái con người của mình nha, cho người sao biết. Bởi vì bong bóng này được tạo tác làm ra, ai là người sáng tạo bong bóng như Nguyễn này, từ đâu bong bóng xanh, đi đâu bong bóng gì, rất là hay. Có nghĩa là cái câu này rõ ràng nó không có phải là mình đọc vô, không phải là cái câu phá, mà đây là một câu hỏi đạo, một câu không phải hỏi thắc mắc mà một câu thách thức vậy đó. Thì chúng ta biết đó là tôi tính nói gì tôi quên, cái gì mà hay lắm à, đúng rồi. Tôi nhớ tôi có kể trong rung nghe câu chuyện, mà sau đó tôi khi mà tôi đóng rung rồi tôi đi ra ngoài đó, mà tôi nói thì không có biết là mình nói gì không có hiểu không. Giống như ngày hôm qua tôi ở chung nhà với một cái ở trong một cái gia đình này nè, thì có cái chị trong nhà, chị cũng thương tôi lắm. Thì chỉ biết tôi bị bệnh, ngày qua tôi cũng bị yếu người đó, chỉ chăm sóc tôi, chỉ lấy thuốc men lại cho tôi thôi. Thì lúc tôi nghĩ bụng, tôi nghĩ để mình trả ơn chị. Cái tôi mới nói thế này, tôi nói chị, tôi có giảng mấy lần về thiền quán đó, chị còn nhớ không? Nó dạ nhớ, dạ nhớ. Chị muốn nói cái gì? Cái tôi nói chị có biết chán danh sắc là sao không? Tôi nhớ tôi có giảng chị nghe về hành xả tuệ, chị còn nhớ, dạ nhớ. Cái tôi nói hành giả buổi đầu á thì sợ khổ, nó có ba là khổ khổ, hành khổ, hoài khổ ha. Thì buổi đầu á hành giả chỉ sợ cái khổ thôi, mà còn đối với cái lạc, hành giả còn phân biệt cái khổ với cái lạc, thấy cái khổ là cái khó chịu, cái lạc là cái dễ chịu. Cho nên buổi đầu cái người hành giả nói riêng và người tu Phật nói chung, buổi đầu chỉ vì sợ khổ cho nên sợ ác,
sợ cái điều ác, bởi vì ác đó là đẻ ra khổ mà. Cho nên cái người tu của đầu là họ, vì họ chỉ mới ở mới trình độ sợ khổ thôi, cho nên là họ sợ điều ác. Tu thêm một thời gian nữa khi mà họ thấy cái lạc đó, nó là phù du thì họ chán luôn cái thiện. Chắc phải viết câu này ra quá, ai viết giùm đi, ai viết giùm tôi đi. Buổi đầu là mình mới ở cái mức sợ khổ thôi, sợ khổ nên cũng sợ điều ác. À, khi mà chán lạc á thì cũng chán điều thiện, thì như vậy là ở đến cái trình độ này mới gọi là cái hành xả tuệ, có nghĩa là nhìn khắp hữu vi đó, thấy cái thiện cái ác á, hay là cái khổ cái lạc nó giống nhau, nó giống ở chỗ nào là nó đều là hữu vi hết đó. Cho nên nó thành cái vị từ đó mới ghi thêm cái câu này của ông Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông là ông mà Lê Hữu Trác, ông mà lương y của Việt Nam mình đó, ngang tầm với Tuệ Tĩnh ấy. Không có câu này nè: thiện diệt lãng vi hà huống ác, lãng vi hà huống ác mà phú phi sở nguyện khởi ưu bần. Có nghĩa là cái thiện á mà ta còn làm biến làm mà nói về cái điều ác. À, cái câu này nó rất là Phật giáo. Mà phú phi sở nguyện khởi ưu bần. À, cái giàu mà ta không ham á thì cái nghèo là mắc chứng gì mà phải sợ. Cái câu rất là hay, cái câu này. Tôi thấy 3 năm nào Việt Nam báo chí cũng đăng cái chuyện mà Tết rồi đi xin chữ thầy đồ đó, xin mấy cái bức thư pháp về treo nhà, treo tầm bay tầm ba mấy cái câu gì rồi. Tôi nói mấy treo là treo mấy cái câu này nè, mà không chịu treo. À, thiện diệt lãng vi hà, chữ diệt là phải viết một chữ C nha, diệt là cũng á ha. Thiện diệt lãng vi hà huống ác, lãng là làm biến. Thiện diệt lãng vi hà, hà huống ác. Cái việc thị việc làm mà ta còn làm biến làm thì nói chi là điều ác. Cái câu này rất là hay. Mà phú phi sở nguyện khởi ưu bần, khi mà cái giàu mà ta đã không ham á thì cái nghèo mắc gì mà ta sợ. Có nghe ý không, ý ông nói thế này: thiện ác giàu nghèo đối với ông là cái nào cũng nản hết trơn á. À, thì ở đây tôi mới, hôm qua tôi mới trả ơn chị, tôi nói thế này: chị biết không, buổi đầu mình mới tu mình chỉ sợ khổ, cho nên mình mới chán, mình mới sợ cái ác. Cái đó chưa phải chán hữu vi, chưa phải là chưa đạt đến trình độ mà chán danh sắc đâu, mà đến một lúc nào đó mình thấy cái lạc nó cũng khổ, nó cũng là vô thường vô ngã, cho nên mình thấy ngay cả cái thiện ấy, mình làm là dĩ nhiên phải làm rồi, chắc chắn phải làm rồi, ba la mật mà chắc chắn phải làm. Nhưng mà mình đối với cái thiện mình làm nó không bằng cái tâm như trước đây nữa. Trước đây mình làm nếu mà cầu công đức sanh ra là được về cõi này cõi kia, còn bây giờ mình làm thiện đó, vì thứ nhất là vì đó là ba la mật, thứ hai nó là vì chính vì chán danh sắc nên không muốn giữ là của nữa, tự nhiên nó thích bố thí. Rồi khi mình chán danh sắc tự nhiên cái kham nhẫn hành xả nó dễ làm hơn, chỉ vậy thôi nha. Đó là một cái phản ứng tự nhiên của cái tâm lý người tu vậy thôi. Vậy đó mới thật sự là hành xả tuệ đó. Tôi nói thì cái Phật giáo quốc nó già già, mà tôi chỉ nghe chỉ có hiểu không, già cũng nghe cũng hiểu chứ. Mà tôi giờ tôi suy nghĩ hoài, tôi nói người như vậy đó thì phải rồi, cái phước họ chưa tới đó thôi. Vậy đó, thì cái mà tôi muốn nói ở đây nè là cái câu mà bác Mai hỏi bà Sê La đó, là ai mà tạo ra cái bông cái thân này, nó là bông bóng, là đồ dởm. À, bông bóng là đồ dởm, vậy mà ai nó tạo ra cái dởm này, thì bà mới nói là do các duyên các nhân. Thì cái mà tôi muốn kể ở đây đó là cái câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc, đó là có người đến hỏi vị thiền sư. Thấy vị thiền sư thổi tắt một cái nến, cái người đến nói hỏi mẹo, hỏi gì chứ, lửa tắt rồi đi về đâu? Thì vị thiền sư trả lời một câu tôi rất là mê. Vị thiền sư hỏi: chỉ cần biết nó từ đâu đến thì biết nó đã về đâu. Thì cái câu đó tôi chịu quá sức chịu nha, quá sức chịu câu đó, quá sức chịu. Các vị mà các vị, người ta, tôi nhắc lại, người ta hỏi vị thiền sư: thưa ngài, ngọn lửa mà ngài mới vừa làm thầm mới vừa thổi đó, nó tắt rồi nó đi về đâu? Thì ngài tính bơ, ngài không có thèm vô dự, không cần nhăn hoàng như mặt ngài chỉ mỉm cười nữa. Thì coi cái nó ở đâu nó tới thì biết nó đi về đâu. Thiệt là hay,
À, thì ở đây bà sẽ la và trả lời y chang như vậy, mà trả lời như vậy. Ông ác ma đó, ác ma hỏi thì cái tấm thân phù du này đâu nó tới vậy, ai tạo ra nó? Thì bà nói là nó là do nhân duyên tạo ra cho nó, duyên mà thành á thì nó tụ, mà duyên hết thì nó tán, lúc tụ lúc tán thôi nha. Duyên có mà đủ duyên á thì nó mất, mà duyên tan á thì nó à, duyên hội đủ thì nó có, mà duyên mất thì nó cũng mất theo, nó mãn cái duyên rồi thì nó mất, chỉ vậy thôi. Cái chữ pháp hành á, cái tiếng Việt Nam mình dịch là tiếng Tàu vậy, là pháp hành, pháp hữu vi, nó không có đã. Cái tiếng Bali cái chữ sankhara nó hay ghê lắm, nó hay quá sức hay. Thì cái sankhara nó có nghĩa là cái gì đó mà được tạo tác. Sankhara là cái động từ, nó là sankaru tí, sankaru tí, cái vẹt đó, nó cái verb của nó là được là tạo tác. À, cho nên Đức Phật này mới nói cái thanh này nó giống như cái danh sách, là giống như cái căn nhà vậy đó, mà nó được lắp ráp cái này cái kia, cái này cái kia cái kia, nó ráp đã rồi gọi là cái nhà. Nào là nhà lá, là chòi tranh, nào là villa, nào là biệt thự, nào là dinh, nào là cung, nào là điện, tùm lum hết. Nhưng mà thật ra toàn đồ ráp không. Cái như cung A Phòng á, thời mà thời nhà Tần á, cháy 7 ngày 7 đêm thì cũng là cái nhà ráp. Mà cái chòi lá của một cái anh nông dân miền Tây Nam Bộ mà chòi giữ dịch ngoài đồng, một tàn thuốc cũng đủ cho nó cháy tan, thì cũng là nhà đồ ráp. Cái nào cũng đồ ráp hết. Cho nên ấy, ở đây cái pháp hữu vi được gọi là sankhara, nghĩa là được tạo dựng, được tạo dựng là vậy đó. Thì bà đã trả lời như vậy đó, thì ác ma phải biến mất, ác ma biết là gặp thứ dữ rồi. Ok, rồi tiếp theo là bà Vajira, mà đặc biệt là các vị mà kiết tập sư đời xưa đó, các vị đã gom mấy cái bài giống nhau đó, các vị gom vào một góc. Thì mình thấy trước bài trước là bài Sela, bài sau là bài Vajira cũng vậy. Thì ác ma cũng xuống cũng hỏi bà vậy chứ, ai tạo ra cái gọi là chúng sinh, ở đâu nó tới, nó sẽ đi về đâu, đại khái như vậy. Thì bà mới trả lời thế này, làm gì có cái chúng sinh. Cái chúng sanh mà ông nói đó, nó giống như là cái tiếng mà người ta gọi chiếc xe vậy đó. Người được gọi là chiếc xe, cái thùng người được gọi là chiếc xe ngựa, xe bò, là bởi vì do nhiều món phụ tùng linh kiện được lắp ráp nên mà tạo thành. Thì cái được gọi mà ông gọi là chúng sinh đó, nó chỉ là do năm quẩn mà thôi. Nói cho nó do năm quẩn gom lại mà gọi là chúng sinh nha. Ông kể từ bây giờ phải bỏ cái suy nghĩ đó đi. Không có cái cục, cái khối, cái đống nào mà gọi là chúng sinh hết, mà tất cả là do cái sự lắp ráp của năm quẩn mà ra. Giống như chiếc xe được gọi là xe là bởi vì là sự lắp ráp của các cái món phụ tùng linh kiện thiết bị. Okay. Đó, đặc biệt như vậy, chúng ta đã học hết cái chương Vị Kheo Ni rồi, mà đặc biệt hai chương cuối là rất là đáng nha, rất là đáng để mà học thuộc lòng bằng chữ Pali nha. Nếu mà tôi có những cái người nào mà học trò đệ tử, người thân người thương mà có trí nhớ tốt, bằng hỏi tôi học cái gì thuộc lòng mà để tụng kinh mỗi ngày đó, thì tôi sẽ không cho họ đọc mấy cái kinh mà lễ bái tam bảo mười phương ba đời rồi hồi rồi quay lực của chư thiên, tôi không cho đọc đó, mà tôi bắt học kinh tụng, tôi học toàn mấy bài này không. Chứ hạn như bài Nhất Dạ Hiền Giả chẳng hạn, đó là cái bài mà tôi cho là đáng tụng mỗi ngày. Chứ còn mấy cái bài mà xin cho quý vị được sông lâu, được sắc đẹp, được tân tài, được tân hoa, được thạnh lợi, được giàu có, được đẹp trai, được sung mãn, thì nó có cái loại kinh đó, quý vị nhớ không? Ở Việt Nam đó, tôi nghe cái bài kinh đọc hoài, mà đọc vô mà hồi nhỏ mà đọc, tôi nghe cái bài tôi khó chịu lắm. Nguyên cái bài nó đọc toàn là chút không à, được đẹp, được phát tài, được thạnh lợi, được tùm lum hết. Mà trong khi mắc cái chứng gì nguyên một cái bữa cầu quan cầu siêu. Dĩ nhiên tôi biết tôi nói gì là giống như một sự phạm thượng. Nhiều người nói tại sao mà sư dám bán bỏ các bậc vị tiền nhân tiền bối, không phải. Nhưng mà không phải là xưa bài rồi nay làm. Cái đó là xưa các vị cũng nên đáp ứng cái nhu cầu của đa số quần chúng. Chứ theo tôi đó thì mình thấy bên Thái Lan ấy, họ có hai cuốn kinh tụng khác nhau nha, một cuốn cho tỳ kheo và một cuốn cho sa di. Mà đặc biệt là cuốn của tỳ kheo ấy thì toàn là mấy cái bài kinh này không, tức là chỉ lấy quyển kinh tụng của tỳ kheo bên Thái Lan đó, cái quyển đó chỉ lấy quyển nó lặn lưng đi vô núi tu được rồi, dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy. Còn mình nó thì suốt ngày cứ là ê a cầu cái này cầu cái kia, bởi mà tại sao có cái cầu là mới có cái cung, có cung mới có cầu. Có nghĩa là tại vì bà con muốn bà con khoái đi Phật tử đi chùa là cũng do một phần Phật tử chịu trách nhiệm nữa nha, đi chùa khoái ba cái thứ đó, cho nên mấy ông sư mới đè ra ông đọc cái đó riết là phải nha. Chứ đúng ra đó là mới được học mấy cái bài này nè,
À, và trong nhà mấy cái thư pháp đó, mấy cái thư pháp treo tranh treo ảnh tùm lum nó theo tôi đó, mình tự bổn sư hình bổn sư dĩ nhiên không nên có, nhưng mà lựa một tấm nào nó thật là vừa ý một tấm thôi. Chứ không có phải mà nhà trên xóm dưới đều cứ ở đâu cũng phải có phật hết, thì tôi biết không anh. Có những chỗ bất xứng bất tịnh nha, mà quan trọng nhất là mình sao mình có treo lên từ những cái bức thư pháp mà có những cái câu như thế này chẳng hạn đó: muốn biết ngọn lửa tắt rồi về đâu, hãy nhớ nó từ đâu đến. Xong cái câu đó rất là hay. Hãy mà là giống như chúng ta có câu là muốn tháo cái nút dây thì phải hỏi cái người nào đã cột nên nó. Những câu đó rất là hay, rất là hay. Hoặc té ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó. Ok, xong buổi sáng nay rồi, xin chúc quý vị một ngày đẹp và hẹn nhau vào ngày thứ thứ ba. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào bà con. 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 Tôn Đức. Xin chào bà con.